Thưa quý vị, Bình Thuận có 92 km bờ biển cùng với huyện đảo Phú Quý. Trong thời gian qua, tỉnh đã phát triển mạnh về kinh tế biển cũng như các hoạt động du lịch biển đảo. Nói về du lịch trên huyện đảo Phú Quý, chúng ta có thể thấy được rằng trong những năm gần đây cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ, dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Thông thường vào mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày hòn đảo Ngọc này đón trung bình khoảng 1.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm những cảnh quan, dịch vụ mang đặc trưng riêng của vùng biển đảo. Du khách đến với đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận hiện nay rất thuận tiện, với chỉ hơn 2 giờ trên tàu cao tốc. Nếu thời tiết trên biển thuận lợi, khoảng 5 chiếc tàu vận tải hiện đại này luôn hoạt động thường xuyên trên tuyến Phan Thiết Phú Quý, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của du khách. Giao thông đường biển thông suốt, đưa khoảng cách giữa đất liền với đảo xích lại gần nhau hơn, đã mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch khởi sắc. Đặt chân lên đảo, phương tiện ô tô xe máy đảm bảo đủ để đưa hàng trăm du khách về tận nơi nghỉ một cách nhanh chóng an toàn. Phương tiện đi lại nhà nghỉ khách sạn, kể cả những villa hiện đại ven biển trên huyện đảo hiện nay đáp ứng cơ bản đủ nhu cầu di chuyển tham quan và lưu trú của du khách. Nếu đi du lịch Phú Quý vào mùa cao điểm, từ khoảng tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, thì du khách còn đặt phòng trước để đảm bảo một nơi nghỉ hiện đại với giá cả hợp lý nhất. Trên đảo, người dân địa phương rất thân thiện nghĩa tình, tận tình tư vấn, hướng dẫn du khách. Khi mà Phú Quý phát triển thì về cái nhu cầu chỗ ở lưu trú trên đảo phát triển thì em cũng mạnh dạn đầu tư để xây dựng thêm một hai cơ sở là các căn villa để mà phục vụ du khách để Phú Quý có đầy đủ dịch vụ hơn. Đảo Phú Quý được thiên nhiên ban tặng khá nhiều những địa điểm trekking ít nơi đâu có được. Phong cảnh ở đây còn rất đổi hoang sơ hùng vĩ, tạo niềm hứng thú bất tận cho mỗi du khách khi đặt chân đến. Hòn đảo này vẫn còn rất là hoang sơ và rất là đẹp. Nước biển thì rất là trong xanh và người dân ở đây thì rất là dễ thương, thân thiện. Nếu như mà có dịp thì em vẫn sẽ tiếp tục quay lại Phú Quý. Cảm nhận của em về hòn đảo Phú Quý này rất là đẹp, hải sản rất là tươi sống, giá rất là bình dân. Không chỉ thế, hải sản Phú Quý rất đa dạng, tươi ngon, được những người dân bản địa chế biến nên nhiều món ăn đặc trưng. Đây cũng là yếu tố quan trọng để níu chân du khách. Du lịch đang để lại nhiều ấn tượng và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của huyện đảo. Trong 4 tháng đầu năm nay, Phú Quý đón gần 50.000 lượt khách. Những con số cho thấy sự tăng trưởng rất mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói tại huyện đảo. Đang có tích cực nỗ lực và nhờ tỉnh, các sở ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để về xây dựng và bảo vệ các khu bảo tồn cho ở biển đảo Phú Quý. Và đây là một cái dòng có lưu trữ sản phẩm để giúp cho khách du lịch đến ta có tham quan lặn ngắm biển, mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ như về cho các hướng dẫn viên du lịch cũng như là các nhà hàng, các khách sạn để mang từng bước nâng tầm lên và giúp cho các ngành dịch vụ của huyện Phú Quý đi vào hoàn thành được mang tính chất là cái chuyên nghiệp hơn. Vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch Phú Quý phát triển xứng tầm, nhưng trước mắt du lịch huyện đảo đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ. Tiềm năng lợi thế về du lịch ở đây đang từng bước được khai phá, phát huy tối đa, dần định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch của tỉnh Bình Thuận và cả nước. Thưa quý vị, Phú Quý thời điểm này, cảnh sắc vô cùng đẹp, nắng vàng, biển xanh trong. Đến đây thì chắc chắn là du khách sẽ tha hồ trải nghiệm cảm xúc của mình để có những ngày nghỉ thật tuyệt vời.